Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Đắk Lắk bắt võ sư Quý, lật tẩy thầy trò luận án tiến sĩ chân vịt. Mấy ngày nay, trên một số trang Facebook nở rộ thông tin ông Lương Công Nhớ, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cùng vợ và con đứng tên trên sổ tiết kiệm số tiền rất lớn, tức là gần 100 tỷ đồng và gần 2 triệu đô la Mỹ, khiến dư luận hết sức xôn xao. Đây là hình ảnh, bên trái là tiến sĩ chân vịt Bùi Văn Cường, bí thư Đắk Lắk, người bị tố cáo đạo văn luận án, và bên phải là giáo sư tiến sĩ Lương Công Nhớ, người hướng dẫn luận án tiến sĩ cho ông Bùi Văn Cường. Báo Dân Việt dẫn lời ông Lương Công Nhớ, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải, lý giải số tiền hàng trăm tỷ đồng mà gia đình ông gửi ngân hàng chỉ là do vợ ông gửi hộ cho họ hàng, mặc dù có dấu hiệu liên quan đến vụ án tham ô tài sản tại Ocean Bank mà có một bị cáo bị tuyên án tử hình. Tuy nhiên, ngoài số tiền rất lớn đặt trong dấu hỏi này, thì ông Lương Công Nhớ còn sở hữu một biệt thự hai mặt tiền với giá trị ít ra cũng vài chục tỷ đồng, khiến nhiều người đặt câu hỏi tiền ở đâu ra mà nhiều thế. Trong khi đó, ít nhất hai dự án trị giá hàng trăm tỷ đồng đang dở dang với lãng phí thất thoát hàng trăm tỷ có liên quan trực tiếp đến ông Lương Công Nhớ, với chức vụ lãnh đạo cao nhất của Trường Đại học Hàng hải hiện nay vẫn cứ im lìm, không đưa ra kết luận. Một tình tiết khá thú vị liên quan đến vụ ông bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk là Bùi Văn Cường bị tố đạo văn luận án tiến sĩ. Đó là nhà giáo nhân dân, giáo sư tiến sĩ Lương Công Nhớ, người hướng dẫn cho ông Bùi Văn Cường hoàn thành luận án tiến sĩ chân vịt ở Đại học Hàng hải. Thế nhưng ít ai để ý rằng trước đó, ông Bùi Văn Cường lại nằm trong hội đồng xét duyệt để bầu chọn ông Nhớ được vinh danh trong chương trình Vinh Quang Việt Nam dấu ấn 30 năm đổi mới, mà đài truyền hình VTV đã làm cả một phóng sự dài 13 phút với ông Lương Công Nhớ. Luận án của bí thư Bùi Văn Cường đã bị tiến sĩ Phạm Đình Quý tố cáo rằng đã sao chép từ bản quyền của những người khác tới 70%. Và tiến sĩ Phạm Đình Quý nêu chi tiết những nơi mà luận văn này đã sao chép, và riêng phần giao chép của tác giả Nguyễn Hữu Quyền thì ông luận án tiến sĩ của Cường lại ghi là tham khảo từ tài liệu nước ngoài, nhưng tư tưởng lớn gặp nhau đến nỗi giống từng câu, từng chữ, từng nét vẽ với Nguyễn Hữu Quyền đã xuất bản trước đó tận 2 năm. Đây là hình ảnh, bên trái là kết quả kiểm tra chống sao chép luận án tiến sĩ của ông Bùi Văn Cường bằng phần mềm Turnitin của Đại học Hàng hải Việt Nam, ghi chép tỷ lệ sao chép là 12%, nhưng lộ ra mâu thuẫn rằng sao chép từ nguồn Internet là 6% và nguồn luận văn khác là 9%, lẽ ra 6 cộng với 9 phải là 15%. Thế nhưng bất ngờ, Công an Đắk Lắk dưới sự chỉ đạo của ông Bí thư tỉnh ủy Bùi Văn Cường đã phái một đội quân về thành phố Hồ Chí Minh vây bắt tiến sĩ võ sư Phạm Đình Quý như bắt một tội phạm nguy hiểm. Hành động của Công an Đắk Lắk đã vi phạm trắng trợn nhiều quy định của luật hình sự, đang gây chấn động lớn dư luận cả nước trong và ngoài nước, được mô tả như hành động của một nhóm lục lâm thảo khấu với động cơ là sự trả thù hèn hạ tiểu nhân của ông Bí thư Bùi Văn Cường và đồng bọn cùng Công an tỉnh Đắk Lắk. Khi vụ việc mới bắt đầu thì ông Lương Công Nhớ ra tay cứu học trò bằng một bài viết phản biện chi tiết lại bài báo tố cáo ông Cường đạo văn của tiến sĩ Phạm Đình Quý. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó thì ông Lương Công Nhớ đã lặng lẽ khóa bài không cho ai đọc nữa. Sự việc xảy ra cùng lúc với việc trang web của Viện Đào tạo sau Đại học Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cũng khóa lại nội dung luận án tiến sĩ chân vịt của ông Bùi Văn Cường gần một tuần, đến nay lại mở ra mà không ai rõ có thay đổi nội dung hay không. Những động thái mờ ám này đều đặt ra câu hỏi lớn về sự minh bạch của hai thầy trò Lương Công Nhớ và Bùi Văn Cường sau khi có tố cáo đạo văn đưa quân đi bắt người gây chấn động dư luận hơn tuần qua. Facebooker Trương Trọng Hữu Danh đưa tin về giáo sư Lương Công Nhớ với tựa đề "Thầy rất giàu, trò thế nào?". Đây là hình ảnh một căn nhà giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, bí thư đảng ủy Lương Công Nhớ hay ở, ảnh do nhà báo Trương Trọng Hữu Danh công bố. Theo một số chuyên gia của bất động sản, căn biệt phủ hai mặt tiền giữa trung tâm thành phố Hải Phòng này có giá trị hàng trăm tỷ đồng. Chỉ riêng tại Ocean Bank, chi nhánh Hải Phòng, giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, bí thư đảng ủy Lương Công Nhớ, người thầy xuất sắc của nhiều tiến sĩ, sống tại 1B4 lô 26 BC Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền cùng vợ và con đã gửi gần 100 tỷ đồng và 2 triệu đô la. Cụ thể, số tài khoản OC0097 Lương Công Nhớ ngày 9 tháng 9 năm 2016, 10 tỷ. Từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017, vợ ông bà Nguyễn Thị Quỳnh Khôi gửi 32,6 tỷ và 730.000 đô la. Con trai Lương Phú Khánh đang ở nước ngoài
được mẹ là bà Khôi đến Ocean Bank ký khống 6 sổ gửi 15,2 tỷ và 590.000 đô la. Bà Khôi thỏa thuận với sếp ngân hàng để bà ký thay toàn bộ, đăng ký mẫu chữ ký Khánh bằng chữ bà Khôi. Cô con gái Lương Thị Hồng Nhung cũng được bà Khôi đến ngân hàng mở 3 sổ gửi 15,7 tỷ và 400.000 đô la. Con trai và con gái Khánh Nhung đều ở nước ngoài đi học. Ở nhà cha mẹ quá nhiều tiền nên thoải mái giả mạo chữ ký, được ngân hàng hỗ trợ hết mình để đưa tiền. Như vậy, chưa tính lãi, chỉ riêng tại chi nhánh Ocean Bank Hải Phòng, vợ chồng giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, bí thư đảng ủy Lương Công Nhớ đã gửi 84 tỷ và hơn 1,7 triệu đô la. Trả lời báo Dân Việt, giáo sư tiến sĩ, nhà báo nhân dân, bí thư đảng ủy Lương Công Nhớ cho biết số tiền gần 100 tỷ và 2 triệu đô la gửi Ocean Bank Hải Phòng là đứng tên dùm họ hàng. Tuy nhiên, theo xác minh của Bộ Công an, thì hai người họ hàng của ông Nhớ chính là con trai Lương Phú Khánh và con gái Lương Thị Hồng Nhung. Thời điểm mà vợ chồng giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, bí thư đảng ủy Lương Công Nhớ gửi tiền dùm con, cả hai bé đều đang đi học ở nước ngoài. Đây là hình ảnh ông Lương Công Nhớ trong phóng sự của VTV và bên phải là bài viết bảo vệ cho luận án tiến sĩ của ông Bùi Văn Cường. Giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân, bí thư đảng ủy Lương Công Nhớ là người thầy giáo vĩ đại của tiến sĩ Bùi Văn Cường, người học trò xuất sắc, người lãnh đạo kiệt xuất của giai cấp công nhân Việt Nam. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh đã giải thích thêm như vậy. Như thế là đã rõ, hóa ra những người họ hàng bên vợ của giáo sư tiến sĩ Lương Công Nhớ lại chính là con trai ruột và con gái ruột của ông Nhớ và vợ mình. Thật không còn gì khôi hài hơn khi xét về uy tín và sự thật thà của ông Lương Công Nhớ. Tư cách của ông Lương Công Nhớ như vậy, nhưng để bảo vệ cho học trò cưng Bùi Văn Cường, khi ấy làm chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông viết như sau. Tôi là Lương Công Nhớ, giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. Tôi viết đơn này để khẳng định thông tin mà đơn của anh Phạm Đình Quý được tạp chí Môi trường và Xã hội nêu trong bài viết đăng ngày 31 tháng 8 năm 2020 là không đúng sự thật. Thế nhưng chỉ 2 ngày sau thì Facebook của ông Lương Công Nhớ đã khóa lại gần như toàn bộ. Ông Nhớ này là người đang xếp hàng chờ đến lượt vào lò vì những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng tại Đại học Hàng Hải, và ông là người chịu trách nhiệm chính về những sai phạm này. Tên Nhớ mà ông này đã quên, một thằng ăn cắp của công không liên bàn về chuyện liêm chính trong học thuật. Nhà báo Hữu Danh đã nêu quan điểm như vậy. Đây là hình ảnh ông Lương Công Nhớ đứng bên cạnh Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trong chương trình Vinh quang Việt Nam dấu ấn 30 năm đổi mới vào ngày 20 tháng 5 năm 2017. Ông Lương Công Nhớ có hàng loạt danh hiệu cao quý và được gọi là thuyền trưởng tài ba và được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam dấu ấn 30 năm đổi mới. Trong buổi lễ có cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia. Nhưng học trò cưng của ông là Bùi Văn Cường lại nằm trong hội đồng xét duyệt, được gọi là rất kỹ, đã chọn ra 30 cá nhân tập thể từ 184 hồ sơ, trong đó có cá nhân ông Lương Công Nhớ. Như vậy, trong khi ông Cường làm luận án tiến sĩ từ năm 2016 đến năm 2018, thì ông Cường đã vinh danh ông Nhớ một danh hiệu cao quý đã khiến VTV là một phim phóng sự dài mấy chục phút về ông Nhớ. Sau đó, đến ngày ông Bùi Văn Cường hoàn thành luận án tiến sĩ, thì ông Nhớ lại đứng ra bảo vệ và ghi nhận là luận án xuất sắc. Hai thầy trò thật là có tình nghĩa sâu nặng với nhau. Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường, 30 tập thể cá nhân được vinh danh Vinh quang Việt Nam dấu ấn 30 năm đổi mới là các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc nhất trên các lĩnh vực được lựa chọn kỹ lưỡng từ 184 hồ sơ do 43 tỉnh, thành phố và 15 bộ, ngành giới thiệu. Trải qua 6 phiên bình chọn và bỏ phiếu kín, các tập thể cá nhân được vinh danh là những tấm gương tiêu biểu có dấu ấn đặc biệt xuất sắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước, giải quyết việc làm, thu nhập cho hàng triệu lao động, đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia, xây dựng thương hiệu, hình ảnh quốc gia ở khu vực và trên thế giới, v.v. Tuy nhiên, mới gần đây, có 2 dự án cực kỳ bê bối gây thất thoát lãng phí hàng trăm tỷ đồng mà ông Lương Công Nhớ khó phủ trách nhiệm bởi ông chính là lãnh đạo cao nhất của Trường Đại học Hàng Hải, mặc dù ông dường như đã hạ cánh an toàn từ tháng 10 năm 2018. Báo Đầu tư mới đây cũng đưa tin dự án bể thử mô hình tàu thủy tại Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam vỡ sâu tiến độ gây lãng phí. Đây là hình ảnh dự án bể thử mô hình tàu thủy của Đại học Hàng Hải ngổn ngang chưa biết khi nào mới xong, ảnh do Báo Đầu tư chụp. Vào tháng 10 năm 2015, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định số 3800 phê duyệt điều chỉnh dự án. Theo đó,
dự án bể thử mô hình tàu thủy có tổng mức đầu tư là 503 tỷ đồng cộng 18,3 triệu đô la và 2,56 triệu đô la sử dụng vốn vay ODA của chính phủ Ba Lan và vốn đối ứng trong nước. Thời gian hoàn thành công trình được nới đến năm 2019. Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước cho biết tính đến khi kết thúc kiểm toán ngày 22 tháng 12 năm 2019, dự án bể thử mô hình tàu thủy đã chậm 6 năm và tiếp tục vỡ rất sâu tiến độ được điều chỉnh. Điều đáng nói là ngay cả khi các gói thầu xây lắp chính thức kết thúc vào tháng 3 năm 2020, dự án bể thử mô hình tàu thủy sẽ cần thêm ít nhất 1 năm rưỡi nữa để tiến hành lắp đặt thiết bị, chạy thử và chuyển giao công nghệ. Do vậy, công trình này sẽ chỉ có thể kết thúc sớm nhất là vào tháng 6 năm 2021. Kiểm toán Nhà nước ghi nhận các sai sót tương ứng với số tiền 21,9 tỷ đồng. Ngoài ra, việc nhập khẩu thiết bị từ năm 2013 kéo dài đến năm 2017 vẫn chưa bàn giao lắp đặt vào công trình, dẫn đến chi phí phải trả lãi vay 0,5%, tức là tương đương 55.000 euro mỗi năm. Khoản lãng phí này chưa tính đến 850.000 euro mà chủ đầu tư có thể phải trả cho đối tác Ba Lan do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng và gần 2 triệu euro để đánh giá mức độ hư hỏng và sửa chữa khắc phục lô thiết bị đã nằm quá lâu trong container mà không được bảo dưỡng phù hợp. Một dự án khác mà báo Dân Việt có đích danh ông Lương Công Nhớ chịu trách nhiệm là dự án xây dựng nhà tập luyện và thi đấu đa năng, khu liên hợp thể thao của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với hành vi bán thầu trái luật. Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải chỉ rõ sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng nhà tập luyện và thi đấu đa năng, khu liên hợp thể thao của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, trách nhiệm thuộc về Ban Quản lý Dự án Hàng hải, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và đơn vị thi công. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân Việt, những sai phạm tại dự án xây dựng nhà tập luyện và thi đấu đa năng, khu liên hợp thể thao của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam xảy ra trong thời kỳ ông Lương Công Nhớ làm hiệu trưởng và ông Lê Quốc Tiến làm phó hiệu trưởng. Đặc biệt, ông Lương Công Nhớ, hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã được nghỉ hưu từ tháng 10 năm 2018. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Giao thông Vận tải vẫn chưa có hình thức xử lý cụ thể đối với những cá nhân, tập thể liên quan đến sai phạm rất lớn này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2020 với bản tin Vụ Đắk Lắk bắt võ sư Quý lật tẩy thầy trò luận án tiến sĩ Chân Vịt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn.